mừng các bạn đã quay trở lại với livestream trực tiếp của bệnh viện thẩm mỹ Cam An. Hiện tại thì mình đang đứng tại phòng phẫu thuật và trước mặt mình là một vị khách hàng đang thực hiện dịch vụ ôm mí. Bây giờ chúng ta hãy cùng gặp bác Harry Nguyễn để xem bác hiện quá trình này như thế nào nhé. Xin chào bác sĩ ạ. Vâng, xin chào tất cả các bạn đến với những buổi livestream với viện thẩm mỹ Cam An chúng tôi. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn phẫu thuật bấm mí đa điểm một cái khách hàng rất là trẻ tuổi. Các bạn sẽ thấy được quy trình chúng tôi thực hiện phẫu thuật bấm mí làm cho tạo những mí đôi cho khách hàng. Thưa bác sĩ, là có nhiều bạn đặt câu hỏi là cái quá trình này làm thì có lâu không ạ? Các bạn để ý hơn thì các bạn sẽ thấy được cái chúng tôi bắt đầu thực hiện cái dịch vụ thực hiện dịch vụ phẫu thuật này thì bắt đầu chúng tôi làm thì thông thường với một cái mí này thì chúng tôi mất khoảng 5 đến 10 phút để thực hiện một bên mí. Đây, như các bạn thấy là quá trình thực hiện bấm mí rất là ở đây các bạn có thể thấy là rất là nhẹ nhàng và em ấy còn đang nằm cười rất là tươi và không hề cảm thấy đau. Em có thấy đau không? Em không. Không đau đúng không? Nằm thoải mái ra nhé. Thưa bác sĩ, có một vị khách hàng đặt ra câu hỏi là bấm mí thì có lấy mỡ được không ạ bác sĩ? Tùy theo chỉ định mắt mỗi người. Tuy nhiên là với những cái trường hợp mà có mỡ nhiều thì chúng tôi có thể lấy mỡ nội soi qua đường bấm mí được. Vậy thì cái bấm mí và sự khác nhau giữa bấm mí và cắt mí là như thế nào ạ? Nguyên lý tạo nên mí thì chúng tôi sẽ tạo một cái liên kết để lớp dưới da và lớp quanh cơ lông mi. Chính vì vậy mà sự khác nhau giữa bấm mí và cắt mí phụ thuộc vào chỉ định đối với mắt của mỗi người. Với những tình trạng mà chưa có da thừa, chỉ đơn giản là không có nếp mí thôi thì chúng tôi thực hiện bấm mí mà chúng tôi không cắt da thừa. Như các bạn có thể thấy ở đây là bác sĩ đang luồn chỉ với đôi bàn tay khéo léo của bác sĩ, thì một vài phút nữa thôi là các bạn có thể thấy ngay được cái nếp mí của khách hàng một bên bấm mí xong như thế nào nhé. Thưa bác sĩ, là quá trình bấm mí như thế này thì mình sau khi mà bấm mí xong thì mình có cần phải kiêng khem nhiều không ạ? Với cái phẫu thuật bấm mí này thì chúng tôi không có cái vết thương, vết mổ nó lớn cho nên là chúng tôi chỉ khuyên các bạn kiêng khem trong chế độ ăn uống trong khoảng 5 đến 7 ngày để hạn chế bớt tình trạng sưng nề thôi. Đây, chúng ta có thấy là bác sĩ chuẩn bị xong bấm mí xong một bên mắt rồi ạ. Sắp xong một bên rồi. Chút nữa có thể cho em soi gương và thấy được luôn cái sự khác biệt giữa hai bên. Một bên bấm rồi, một bên chưa bấm nhé. Hiện tại thì xong hết tại giờ bệnh viện thẩm mỹ Cam An có rất nhiều ưu đãi cho em soi luôn các dịch vụ thì nếu như bạn muốn được tư vấn và làm dịch vụ thì hãy đến với bệnh viện thẩm mỹ Cam An. Ở hai cơ sở chính đó là 190 Trường Chinh, khu vực Đống Đa, Hà Nội và số 84A và huyện Thanh Quan để được tư vấn và làm dịch vụ nhé. Đặc biệt với cái quá trình bấm mí và cái dịch vụ bấm mí này thì mình sau khi làm xong thì mình sẽ không phải cắt chỉ. Thưa bác sĩ, là đối với dịch vụ bấm mí như thế này thì chỉ sẽ ở với khách hàng luôn đúng không ạ? Mình không cần phải cắt chỉ, không thì nên cái đường chỉ sẽ ở với khách hàng luôn. Vậy thì nhiều vị khách hàng có thắc mắc là liệu cái đường chỉ nào, cái sợi chỉ nào có tương thích với cơ thể không ạ? Rồi chúng tôi thực hiện những dịch vụ này thì chúng tôi dùng cái chỉ sinh học để tạo cái liên kết. Và chính vì vậy mà để được có được nếp mí lâu dài thì cái liên kết đó thì phải lâu dài, cho nên là về mặt nguyên lý thì cái chỉ đó sẽ được ở vĩnh viễn với mắt của khách hàng và không có hiện tượng kích ứng hay là thay đổi cấu trúc của mí. Cảm ơn câu hỏi của bạn Hồng Ly. Bệnh viện của Bệnh viện thẩm mỹ Cam An hiện tại có hai cơ sở chính, đó là 190 Trường Chinh, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội và số 84A và huyện Thanh Quan, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh bạn nhé. Nếu như bạn muốn được tư vấn và làm dịch vụ thì hãy đến với bệnh viện của chúng tôi nhé. Các bạn có thể chờ thêm một vài phút nữa để thấy được sự khác biệt ngay bây giờ nhé. Bác sĩ Do sắp bấm xong một bên mí cho khách hàng rồi đấy ạ.
Bây giờ em thấy như thế nào? Em thấy chả cảm thấy gì. Không cảm thấy gì luôn. Không đau đúng không? Không. Đấy. Thì các bạn đã thấy thì sau khi mà bấm mí xong thì làm khách hàng không bị sưng nề nhiều. Nếp mí thì đã được rõ ràng. À, ngay bây giờ thì câu hỏi của bạn Dương Dương ạ, hiện tại thì có rất nhiều khuyến mãi bạn ạ. Chào tổng đi. Chào tổng đây. Mở mắt ra nào. Vâng, các bạn có thể thấy luôn được sự khác biệt giữa hai bên mắt, một bên chưa bấm và một bên đã bấm xong nhá. Nếp mí rất là tròn đều đúng không ạ? Đây các bạn nhìn thấy là cái với một cái tiểu phẫu rất là nhanh thì chúng tôi tạo một cái liên kết liên tục để tạo một đường nếp mí vòng có độ cong theo cái bờ mi của khách hàng. Bên này thì chúng tôi chưa thực hiện dịch vụ bấm mí cho nên là các bạn sẽ thấy sự khác biệt giữa hai bên mắt. Có nếp mí rất là tròn để tự nhiên các bạn sẽ thấy chỗ này nó hơi mọng hơn một chút là do khi mà chúng tôi tiêm một cái lượng thuốc tê vào thì làm cho cái bờ mi này nó mọng hơn một chút, sau khoảng 5 đến 7 ngày thêm cái bờ mi này nó bớt cái lượng thuốc tê sẽ mọng hơn. Em có thể ngồi dậy. Em ngồi dậy. Ok. Đây, các bạn có thể thấy rõ được cái sự khác biệt hai bên nhé. Các bạn sẽ để ý xem thấy cái sự khác biệt của hai bên đấy. Em cầm gương bạn màu sầu ạ. Khác biệt rất nhiều đúng không? Khách hàng là chúng ta đang cảm thấy rất là vui khi mà mình vừa bấm mí xong mà nhìn thấy ngạc nhiên đúng không ạ? Em có thấy đau nhiều không? Dạ, em không thấy đau rồi. Em có thể soi gương và cho cảm nhận ngay bây giờ. Đừng chạm vào cái chỗ. Vâng, các bạn có thể thấy luôn được là cái nếp mí hai bên của khách hàng rất là khác biệt rồi đúng không ạ? Mà to mắt gì đây? Xin chào. Ok. Em làm xuống. Bây giờ thì bác sĩ sẽ thực hiện nốt một bên còn lại cho khách hàng nhé. Bác sĩ Henry có thể phân tích một chút về cái công nghệ bấm mí đa điểm hiện tại và có khác biệt gì so với những cái công nghệ bấm mí trước đó không ạ? Thật lắm đấy anh. Với một cái phẫu thuật bấm mí thì chưa có rất là nhiều cái kỹ thuật để mà thực hiện một cái bấm mí. Tuy nhiên là với cái công nghệ của chúng tôi thì chúng tôi dùng chỉ sinh học để tạo một liên kết đa điểm để tạo được cái sự thứ nhất là tạo cái sự đều và tròn của nếp mí, thứ hai là tạo liên kết vững chắc để cho tránh cái tình trạng bung nếp mí hay là có hiện tượng nếp mí không được đều và có hiện tượng gãy khúc ở trong bờ mi. Vâng. Cảm ơn chia sẻ của bác sĩ ạ. Hiện tại thì bác sĩ đang thực hiện bấm mí nốt một bên còn lại cho khách hàng các bạn nhé. Và sau khoảng tầm 15 phút nữa thì chúng tôi có thể show cho các bạn luôn cái hình ảnh mà sau khi mà khách hàng bấm mí xong sẽ như thế nào. Và bác sĩ sẽ phân tích cái hình ảnh trước và sau khi khách hàng bấm mí nhé. Còn bây giờ thì chúng ta không làm phiền bác sĩ thực hiện dịch vụ cho khách hàng nữa. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong livestream tiếp theo của Bệnh viện Thẩm mỹ Giang Nam. Xin cảm ơn.